Máy băm gỗ tốt nhất Việt Nam. Trong nhiều năm trở lại đây, giá dăm gỗ liên tục tăng do ở nhiều quốc gia thiếu hụt số lượng lớn gỗ tự nhiên. Với điều kiện tự nhiên vô cùng thuận lợi, Việt Nam có nguồn tài nguyên rừng phong phú, ngành sản xuất chế biến gỗ phát triển kéo theo lượng gỗ tạp, ván móc, gỗ bìa tăng cao. Đây lại là nguồn nguyên liệu tạo ra dăm gỗ. Dăm gỗ là nguyên liệu chính để tạo ra các loại ván ép dùng trong việc sản xuất đồ nội thất trong gia đình, công sở, trường học. Dăm gỗ cũng trở thành nguồn nguyên liệu tạo ra viên nén gỗ dùng trong các thiết bị sưởi ấm, cung cấp nhiệt lượng cho nhiều ngành công nghiệp, thay thế cho than, xăng, dầu. Máy băm gỗ đa năng 5T Bình Minh là sản phẩm đột phá cùng với những kỹ thuật tiên tiến nhằm nâng cao năng suất băm nghiền hơn so với các dòng sản phẩm khác trên thị trường. Chiếc máy có khả năng băm nhỏ các loại phụ phẩm lâm nghiệp như ván bóc, gỗ bìa, gỗ tạp thành dăm gỗ mùn cưa một cách nhanh chóng. Với cơ cấu buồng băm vô cùng đặc biệt, mỗi giờ máy băm gỗ 5T Bình Minh cho năng suất từ 2 đến 3 tấn. Máy băm gỗ 5T Bình Minh được thiết kế với kết cấu hiện đại, tích hợp cả tính năng băm và nghiền trong cùng một sản phẩm. Vì vậy, lượng điện tiêu thụ của máy trong suốt quá trình sử dụng có thể giảm đến 50% so với dây chuyền sản xuất và công nghệ cũ, mang đến những giải pháp hữu ích cho người sử dụng. Buồng làm việc được thiết kế rộng rãi với đường kính nguyên liệu có thể lên tới 16-18 xăng. Máy được trang bị hệ thống búa đập được làm bằng thép rắn chắc, vì vậy các loại đồ mẩu, gỗ vụn, ván bóc nhanh chóng bị băm nhỏ cho đến khi đạt tiêu chuẩn sẽ rơi xuống mặt sàng và đẩy ra ngoài, đảm bảo quá trình cấp liệu vào máy được diễn ra một cách dễ dàng. Máy băm dăm gỗ 5T Bình Minh có thể thay đổi kích thước mặt sàng với đường kính khác nhau phù hợp với nhu cầu của từng cơ sở, doanh nghiệp sản xuất. Chỉ bằng những thao tác thay thế mặt sàng vô cùng đơn giản, bạn đã có thể tạo ra hàng loạt dăm bào tương ứng với nhu cầu sản xuất gỗ ép. Khung máy được lắp ráp và hàn cẩn thận nên quá trình vận hành không gây ra hiện tượng rung lắc. Khả năng băm nghiền trực tiếp của máy phụ thuộc vào hệ thống đĩa dao, dao băm và búa nghiền với kích thước lớn, hiệu suất làm việc mạnh mẽ. Nguyên liệu được đưa vào buồng băm dưới tác dụng của dao băm, cả khúc gỗ sẽ được cắt nhỏ, băm thành từng lát và tiếp tục chuyển đến buồng nghiền. Tại đây, hệ thống búa nghiền dày dặn chắc chắn sẽ nghiền nhỏ gỗ một cách nhanh chóng và hiệu quả. Với máy băm gỗ 5T Bình Minh, các chủ cơ sở kinh doanh hay các doanh nghiệp vừa tiết kiệm được chi phí, nhân công, tận dụng những nguồn gỗ dư thừa để tạo ra nguồn thu nhập mới, mang lại hiệu quả cao. Đặc biệt hơn nữa, khi mua máy của công ty Bình Minh, quý khách hàng sẽ được tặng thêm 4 dao nhíp đi kèm theo máy. Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, quý khách vui lòng liên hệ với nhân viên kinh doanh theo số hotline. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh có trụ sở tại 249 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp quý khách ở những clip tiếp theo.